Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bản âm cổ. Và tiếp tục trong clip ngày hôm nay thì Khôi giới thiệu đến anh em một cặp loa có cái thương hiệu mà anh em rất là quen để karaoke, đó là loa Bô. Tuy nhiên cặp loa Bô ngày hôm nay nó rất là cao cấp cũng như là rất là đẹp, hàng còn nguyên bọc ship từ bên Nhật về. Đây là hàng gọi là hàng đóng màng anh em nhé. Và cái model của nó rất là đẹp luôn, 464 nha. Số rất đẹp và những cái model này còn cả chân loa. Nó sẽ đi theo chân anh em nha. Lưu ý, có chân thì nó mới có giá trị và nó mới đúng combo của nó. Thì Khôi sẽ đưa máy quay sơ cho anh em. Đây, còn nguyên bọc này ha. Nguyên bọc này. Đó. Màng xốp rồi luôn. Có số từng cái món hàng ở bên họ đóng này nha. Đó, Khôi quay cho anh em sơ qua ha. Rồi Khôi sẽ tháo nó ra để anh em cùng chiêm ngưỡng nhé. 464 nó nổi tiếng rồi, thì nó sẽ hơn nhau về cái độ đẹp cũng như là về cái mức giá nhé, anh em cùng quan tâm. Rồi loa hoa cũng vừa khui xong rồi nè nhé, thì giờ Khôi sẽ quay cho anh em cùng xem đây. Đó, anh em cũng thấy cái đế cái chân này rất đẹp ha, rất tuyệt vời. Đó, cái này là chưa thổi bùi và không có lau chùi giò nữa nha, hàng đấu mạng đó. Hàng đấu mạng là phải đẹp như thế này. Đó. Ok, như mới luôn. Phải nói là như mới. Vì như Khôi đã chia sẻ ở cái cặp 363 rồi. Thì những cái đường này này, nếu mà nó bị tróc trầy một cái gì đó, thì không xử lý được cái này. Nó là piano nhưng mà cái lớp trong của nó là cái lớp hoa văn. À, đây là độc quyền của hàng Bô. Đó. Trên này là mặt đá này. Mặt đá này nha. Không một vết chảy. Đó. Toàn bộ là phải đẹp. Đẹp lung lên lấp lánh nha. Rồi bên này cũng vậy, logo anh em ha, logo Bô chữ vàng. Đấy, đời cao là đời họ là mà vàng này, rất đẹp. Đó, anh em cùng xem. Đẹp đẹp ngất ngược á, phải là đẹp xuất thần anh em nha. Đó, ok chưa? Đó, anh em cùng xem. Đó, mình nhìn để đối xứng nhau để anh em cùng xem. Rồi, thì cái Bô này nó đẹp là nó đẹp cái cặp chân. À, anh em vừa về nghe nhạc karaoke là trưng bày này nha. Đó. Những cái cặp la, cái cặp chân này á thì vô giá, nếu mà ship về mà không có cặp chân á thì coi như vứt đi. Nhiều lúc bỏ ra 5 triệu mua không được cặp chân đây nè, nhiều người đi so sánh giá nhưng mà quên mất rằng á là cái giá trị của nó nằm ở cặp chân này. Đó. Rất đẹp anh em, tuyệt vời ha. Đó, thiết kế đã độc đáo ha. Đó. Cái lỗ này mình có thể luồn dây xuống này nè, ha. Luồn dây xuống. Đó. Ok chưa? Thì bỏ cái loa lên thì nó sẽ có cái ốc bắt lại này. Đó, còn không muốn thì thôi, không sao, nó vẫn trụ vững ha. Khôi đang để dưới cái bàn xoay này, nhưng mà anh em nhìn rất là chắc chắn luôn. Đó, trụ vững ha, không vấn đề gì. Ok, rồi. Để nó xong tí cho nó bằng. Rồi ok, xong về cái hình thức ngoài là coi như đẹp 99% nha. Đó, 99%. Rồi bây giờ Khôi sẽ tháo nó ra. Cái chân nó hơi thấp này, chân quay nó hơi thấp. Mình không nhìn được hết cận cảnh nha, anh em đợi Khôi sửa lại một tí. Đó, ok, để cắt cận. Bây giờ mình sẽ tháo nắp ra. Rồi, Khôi đã tháo lưới ra rồi nè. Đây, lưới bỏ rời ra ngoài nữa ha. Là đẹp anh em nha, quay rồi. Đó, nhìn phía trong là các cái chân đồng này. Đó, chân đồng và trên này á là cái này là cái bát này. Đó, người ta phải làm cho nó có cái khoảng hở ha, để nó lọt lòng. Đó, rất tuyệt vời. Rồi vô cái hình thức loa này. Đó, đẹp 99% ha. Đó, những cặp này là đẹp. Đó, trên này nó có một cái tem nữa. Đó, đây là những cái đề lớn và anh em nhìn kỹ ha, coi quay kỹ 100% là chưa buông ngóc nha, chưa buông ngóc. Đó, phải rất là đẹp ha, rất tuyệt vời, không tì vết. Đây là những cặp loa đẹp để trưng bày những cái không gian, những cái nhà sang trọng anh em nhé. Mình trưng bày là số 1 luôn. Đó, anh em nhìn từ xa này. Tuyệt vời. Thì nhiều lúc chụp hình á, anh em có thể không nhìn thấy, nhưng mà quay clip như thế này thì rõ ràng anh em, rõ ràng như ban mặt luôn, ban ngày luôn. Đó, mình chưa lau chùi luôn. Đó, và không cần lau chùi anh em nhé. Đó. Tuyệt vời chưa? Tuyệt vời ha. Rồi, nói chung là không có một cái điểm trừ nào hết. Đó, để phản ứng về cặp này. Đó, mũi là phần còn có chữ Bô này, chữ Bô nổi lên nha. Đó, anh em nhìn cái đây, quay kỹ nè. Không sức sắc, không sức sẹo.
tuyệt vời. Cái màu sơn này khó mà nhái lắm nha. Đó. Sơn lại thì coi như không còn giá trị. Đại loại nó vậy nè. Tuyệt vời ha. Rồi ok. Đó. Khôi đã quay xong. Chỗ nào chưa rõ nên có thể hỏi lần nữa. Và rõ rồi thì có thể chốt hàng. Đó. Tuyệt vời, tuyệt phong. Thì cặp này chắc chắn rồi anh em, hàng đấu màng, hàng siêu thị thì chắc cũng không cần phải nghe. Đó. Mà anh em xem tới đây có thể chốt hàng luôn. Về phối ghép thì nếu mà ghép về để nghe nhạc thì anh em có thể dùng cái đờ nông san chui, những cái dòng 707 là đánh được rồi. Đó, khôi thì khôi ghép với cái con Miro Tel này, receiver vẫn đánh được anh em, nghe nhạc vàng. Đó, nó rất là len keng, đặc biệt là cái trung âm tuyệt vời, sử dụng tới hai loa mix và một loa chép, nó trung âm của nó rất là đẹp, rất là hay, nó cực len keng. Thì cái cặp 363 thì dùng để nghe nhạc, nhưng mà cái cặp 464 nữa nè, anh em có thể karaoke được nha. À, nó đầy lớn thì công suất nó tốt hơn, cũng như là anh em nghe hát trong cái không gian lớn hơn. Nếu mà nghe trong cái nghe nhạc thì những cái cặp này trong cái không gian 40m² đến tốt luôn anh em ha. Lực ra rất là tuyệt vời, ngoài chất âm hay thì không nói rồi mà cái lực rất là tuyệt vời. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với Khôi để mình cùng giao lưu ha. Thì Khôi cũng sẽ báo giá công khai luôn. Không có gì giấu giếm nữa nè. Thì cái cặp này á, Khôi đã đấu giá từ 2 tháng trước, 3 tháng trước từ bên Nhật, thì hôm nay mới về tới. Đó. Nên cái lúc đó là cái mức giá còn rất là tốt luôn. À, còn hiện tại nha, hiện tại tháng 9 này, ngày này là ngày 20 mấy tháng 9, gần quá tháng 10 rồi, thì giá ở trên bãi đã bảo về rất cao. Đã bảo về rất là cao. Đó. Nên là anh em nào mà chưa chơi hoặc là đang so sánh á, thì xem giá tại thời điểm bây giờ nha. Còn nếu mà so sánh những cái mức giá là lâu rồi á thì nó hoàn toàn không đúng nha anh em. Ví dụ như cái cặp này 5 tháng trước hoặc là năm trước thì nó chỉ có 30 triệu thôi. Nhưng mà bây giờ thì khẳng định với anh em, nếu mà đẹp và đúng chất bại, đúng chất từ bên siêu thị về thì nó phải là ngoài 40, chắc chắn như vậy. Nó không thể thấp hơn. Đây, vì những cái món này là món hàng dòng và bán với cái mục đích là để tương tác, để giúp tất cả anh em mà xem được clip này là ủng hộ kênh, có nhiều món đổi mới, chứ lợi nhuận gọi là rất thấp nha. Thì Khôi cũng muốn bán nhân và lẻ để anh em nào xem được clip này có thể chốt hàng giao lưu luôn nha. Thì Khôi sẽ báo giá cho anh em là 39.500.000 nha. Và cái mức giá này là mức giá tốt nhất. Đó. Và Khôi không fix nữa nha. Anh em thấy được thì ủng hộ cho Khôi nha. Khôi rất là cảm ơn. Còn không được thì mình sẽ xem món khác hoặc là hẹn dịp khác. Tại vì những cái món mà cực đẹp, mà đẹp 99% này thì nó thuộc về hàng rất là hiếm. Và khi mình mua thì cũng giá rất là cao. Đó là chuyện rất là điển hình nhiên ha. Rồi, xin phép và xin lỗi anh em là mình nói hơi nhiều vì nhiều người không hiểu nên comment giá mắc giá thấp, nên Khôi xin phép giải thích như vậy. Rồi, Khôi tóm lại là loa zin từng con nóc và đẹp gần như mới 99% so với một món đồ bãi. Thì giao dịch thì anh em nào mà đã theo dõi kênh của Khôi yên tâm thì chuyển khoản cho nó tiền. Còn nếu mà ngại thì Khôi sẽ ship COD. Thì cặp loa này chắc chắn rồi, nó có hai cái chân nữa, nên là tối thiểu phải đóng hai kiện hoặc là phải tới ba kiện. Mình chia loa ra, nhưng mà có thể đóng hai kiện. Nên hoặc là anh em ở Sài Gòn thì mình sẽ thuê xe chở tới nhà nha. Còn ở các tỉnh thì mình ship hàng qua bưu điện. Rồi một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả những món hàng sau. Nếu mà cặp loa còn thì Khôi sẽ test vào clip sau vì clip này hơi dài nhé. Rồi.